ra sân chơi cho mẹ nói chuyện với cha. Đừng có ồn ào. Thưa cha, nguy to rồi. Cha không thể ở nhà con được nữa. Thằng đệ nó bán đứng cha. Nó đi khai với quan tổng đốc là cha ở nhà con. Họ đang kéo đến đây để bắt cha đấy. Cha mau chạy theo con. Cha nằm xuống đây nhé. Để con phủ rơm khô để chúng không phát hiện. Bà đây đang làm gì đó? Tôi lấy ít rơm về nấu cơm cho các cháu. Để xem rơm của bà có gì ha. Ha, bắt ngay lão này cho tao. Cả cái con đàn bà này nữa, giải đi. Giải phạm nhân Lê Thị Thần vào đây cho ta. Sao? Hôm nay bà vẫn muốn ăn đòn hả? Bà không thương chồng thương con sao? Chỉ cần nói bà không tin vào Chúa thì bà sẽ được thả về. Đơn giản vậy thôi. Bà sẽ được đoàn tụ với gia đình. Không, Tôi sẽ không bao giờ nói. Ông có giết tôi cũng không bao giờ nói. Con đàn bà láo xược, đánh tiếp cho ta. Các người hãy lôi ả ta bước qua thánh giá cho ta. Lạy Chúa, xin thương giúp con. Con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin vào Chúa. Nhưng vì con là đàn bà yếu đuối, nên họ dùng sức mạnh để cưỡng bách con đạp lên thánh giá. Sao? Sao thân mẹ tan nát như thế này? Quân lính hành hạ mẹ ghê gớm vậy sao? Thôi, con đừng khóc. Mẹ mặc áo hoa hồng đấy. Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu. Sao con lại khóc? Con về khuyên bảo các anh chị em coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng. Đọc kinh xem lễ, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá theo Chúa đến cùng. Chả bao lâu mẹ con ta sẽ được đoàn tụ trên thiên đàng. Vâng, thưa mẹ. Chúng con sẽ nhắc nhở nhau, noi gương mẹ và yêu mến Chúa. Hết giờ thăm tù. Mẹ! Con nhớ lời mẹ dặn nha. Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, bà vẫn một lòng tha thiết cậy trông vào Chúa. Giêsu Maria Giuse, con xin phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa. Xin ban ơn cho con được tuân theo ý Chúa trong mọi sự.